Nếu nữ nhà văn J.K. Rowling có series Fantastic Beasts and Where to Find Them, thì Messine có 43 Titan, Kaiju và nơi tìm ra chúng. Xin chào các anh em, hôm nay tôi sẽ mở ra một chuyên mục mới toanh Em yêu địa lý, nơi mà các ông có thể xác định vị trí hơn 43 Titan, Kaiju hoặc những sinh vật ảo diệu khác trên bản đồ thế giới thuộc Monsterverse. Anh em đã sẵn sàng cầm Pokeball lên và đi săn với tôi chưa? Và xin lưu ý, đây là sản phẩm research chỉ mang tính chất tham khảo và thảo luận thiện lành cùng nhau anh chị em gần xa nhá. Bây giờ thì xách ba lô lên và đi du lịch thôi. Monarch được thành lập và hoạt động bí mật từ năm 1940 với tư cách là liên minh chung giữa nhiều quốc gia nhằm săn lùng và nghiên cứu những sinh vật khổng lồ chưa rõ danh tính, aka Muto. Sinh vật mở hàng cho Monarch là Shinomura, có nghĩa là bầy đàn chết chóc. Nhờ vào tin đồn về chúng mà Eiji Serizawa khám phá ra sự tồn tại của Godzilla, Monarch và các chính phủ tiếp tục công việc trong hàng chục năm kế tiếp, rồi xây dựng được tấm bản đồ xác định vị trí từng Titan, từng Kaiju. Vì vậy, tôi sẽ điểm danh lần lượt các sinh vật đó theo số thứ tự của những Outpost, tức là tiền đồn Monarch nằm rải rác khắp các châu lục, bao gồm hơn 30 cơ sở chính thức kèm vài nơi vô danh hoặc bị ngừng hoạt động. Chẳng hạn như, trước hết là tiền đồn số 14, nhưng mà chưa chắc đây là chi nhánh đầu tiên Monarch thành lập đâu nha mấy ông. Nơi này nằm ở Mindanao, đảo lớn thứ nhì của Philippines, địa điểm lý tưởng để Muto nữ hoàng xuất hiện, sau đó nó mới di chuyển qua chỗ khác. Kế đến, ta sẽ đi sang hang Krubera, nơi mà Batra ngự trị. Kaiju thần thánh này được xem như phiên bản đen tối đối ngược lại với Mothra và nó ra mắt khán giả trong phần phim Godzilla năm 1992. Đồng thời, cái tên Batra có thể xuất phát từ việc rút gọn cụm Battle Mothra. Tiếp theo là quái vật nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Tôi đang nhắc đến Medusa, Kaiju cư ngụ tại hồ Natron, châu Phi. Medusa do xưởng phim TriStar Pictures tạo ra cho series hoạt hình Godzilla The Series. Kaiju này thuộc hệ thủy vì dùng nước để tấn công và lớn mạnh. Giờ là hai địa điểm cực kỳ quen thuộc với anh em, gồm tiền đồn số 32 tọa lạc tại Nam Cực, nơi có cả King Ghidorah, Space Godzilla và Destoroyah, một kaiju giáp xác khá là mạnh. Bên cạnh đó là chi nhánh số 33 Skull Island, nơi ăn trốn ở của rất nhiều sinh vật như King Kong, Skull Crawlers, Mother Longlegs, Spore Mantis, Skull Buffalo, Psycho Vulture, Wombat và Myer Squid. Ok, giờ thì cùng chạy xe đến hồ Loch Ness. Mấy ông chắc đang liên tưởng đến huyền thoại Nessie đúng không? Đúng đấy, nhưng mà tiền đồn thứ 49 còn có Titan Leviathan nữa cơ. Con quái vật khổng lồ sống dưới nước từ thời tiền sử và trở thành anh em bạn gì với Behemoth. Rồi đến Outpost 53, ngôi nhà của Tiamat tại thành phố Stone Mountain. Tiamat là loài lưỡng cư sở hữu khả năng thao túng nguồn nước và có lớp vảy giáp cực kỳ sắc nhọn. Tiếp theo là chi nhánh 54 Castle Bravo. Ta chỉ biết nó nằm ở đâu đó giữa Bermuda và là cơ sở giám sát Godzilla kèm Kaiju Zilla. Còn cơ sở số 55 lại được xây dựng tại thành phố Sedona, tiểu bang Arizona, nơi mấy ông sẽ tìm thấy yêu nhện nhện Skyla, Titan đã cúi đầu phục tùng Godzilla. Skyla cũng là loài lưỡng cư và có lớp giáp khá rắn chắc. Ở số báo danh 56 là một tiền đồn khá đặc biệt so với những nơi còn lại vì nó hư cấu hoàn toàn. Đảo Mara, Mexico, nơi Rodan, aka con chim diễn sâu thức tỉnh, chỉ là địa điểm được nhà làm phim bịa ra mà thôi. Bây giờ là một Titan xấu số, Outpost 57 nằm ở thành phố cổ Machu Picchu, miền nam Peru, là nơi Quetzalcoatl đi thăng cùng với Huawei. Chúng là một nhóm chim khổng lồ thời tiền sử xuất hiện lần đầu trong tập Bird of Paradise và có thể khạc những luồng lửa chết người. Cái tên của nó chắc là được lấy cảm hứng từ vị thần cùng tên của người Aztec. Tiền đồn số 58 tại Rio de Janeiro, phía nam Brazil sở hữu Titan Behemoth. Dù xuất hiện vài cảnh ngắn ngủi nhưng Behemoth khá là thú vị, như việc có bộ lông chống lửa và sở hữu khả năng trồng cây gây rừng nhờ bức xạ của mình. Kế đó, chi nhánh số 61 với cánh rừng nhiệt đới Vân Nam, Trung Quốc là không gian lý tưởng cho nữ hoàng quái vật Mothra. Và thật lòng, tôi muốn được nhìn thấy Mothra nhiều hơn trong Monsterverse. Outpost 65 được đặt tại thủ đô Cairo, Ai Cập nhằm theo dõi Titan Sekhmet, cùng tên với vị nữ thần chiến tranh của Ai Cập cổ đại. Nó được cho là giống một nhân sư hoặc là sư tử cái. Xa xa về phía nước Nga, ta có Outpost 66 tại bảy cột đá Mapupuna với Kaiju Emhulak. Emhulak là một sinh vật thần thoại thường liên quan đến chết đuối, bệnh tật
và sương mù, nên dĩ nhiên nó rất hung hãn và sẵn sàng tấn công các ông. Nhưng em Hulk lại rất rén Godzilla nhá. Bên cạnh đó, kaiju lưỡng cư này có thể tái tạo cơ thể bị mất và đủ mạnh để táp vỡ ngà của Behemoth. Đặc biệt, cả body của em Hulk thì chỉ có phần đầu là hàng riu thôi, phần thân chỉ là cây cối, khúc gỗ và rêu ghép lại. Rồi, tôi và mấy ông lại đến thủ phủ Munchen, Đức, tham quan điền đồn số 67, nơi có Titan chuyên ngụy trang Methuselah. Từ Methuselah vốn được dùng cho những sự vật, sự việc lâu đời như nhân vật trong kinh thánh hay hành tinh, ngôi sao lâu đời nhất. Cho nên tôi đoán Titan này tên đã nổi mà tuổi cũng cao không kém. Nhờ vào tấm lưng làm bằng đá, nó chịu được những đòn tấn công dữ dội vào mình. Kế đến là thành phố Volubilis của Vương quốc Maroc với Baphomet, một Titan cũng thoát khỏi tiền đồn nhờ vào sự kiện Ghidorah, và nó cũng chả kịp diện kiến Godzilla luôn. Tại núi Gebo Bakhel, nước Sudan, Kaiju Mekele Mbambe ở tiền đồn 75 có ngoại hình giống voi và tên có nghĩa là kẻ ngăn dòng chảy của các con sông. Monarch báo cáo rằng Mekele Mbambe có lớp giáp đủ cứng để chịu một vụ nổ tên lửa mà không hề hấn gì. Đồng thời cả đuôi lẫn ngà của nó đều cực kỳ là sắc bén. Giờ là cơ sở cực kỳ đặc biệt đây, vì nó nằm tại Việt Nam. Alpos Hồ Ba Bể sở hữu sinh vật tên Kufisu, cơ mà chẳng có hình ảnh gì của nó cả các ông ạ. Còn Alpos 77 nằm tại núi Tháp Quỷ thì có mặt Titan Abaddon. Nó có ngoại hình tương tự bò cạp và vài loài giáp xác khác. Theo lời đồn thì Abaddon nắm trong tay một đội quân cào cào phục vụ mình. Nghe kỳ bí và đáng sợ như con quỷ cùng tên trong kinh thánh, và Abaddon mang ý nghĩa là sự hủy diệt. Trong khi đó, tại Ấn Độ Dương hoặc vịnh Mexico là Alpos số 81, nơi xuất hiện Kraken, con thủy quái quá nổi tiếng với anh em. Nghỉ ngơi vài giây trong lúc di chuyển từ Mỹ qua Nhật Bản nào. Ta sẽ dừng chân tại núi Phú Sĩ, nơi Alpos số 91 giám sát Yamata no Orochi. Ai mà hay đọc manga, xem anime hay là chơi game chắc nghe mòn cái tên Orochi rồi nhỉ? Đây là sinh vật dạng rắn 8 đầu, 8 đuôi huyền thoại trong thần đạo Nhật Bản. Orochi từng xuất hiện trong The Birth of Japan năm 1959 cùng với nhiều năng lực ảo ma, ảo giác, ảo diệu như bơi xuyên không gian, gây ra thiên tai, phun lửa, rồi bắn tia laser từ mắt. Và dĩ nhiên là chẳng đẹp như trong Onmyoji đâu. Tiếp theo là tiền đồn số 92 ở đền Angkor Wat, Campuchia. Titan Typhoon là một con rắn đực độc khổng lồ. Lẽ ra sự thức tỉnh của Typhoon sẽ xuất hiện trong bản tiểu thuyết của King of the Monsters nhưng đã bị cắt mất. Alpos số 98 tọa lạc ở bức tường Berlin với kaiju Titanosaurus có vây ở đuôi và dọc lưng. Nhìn chung thì Titanosaurus khá là điềm đạm và lành tính, nhưng nếu cần chiến đấu thì kaiju này không thua kém người khác đâu, vì nó có thể bơi dưới nước 200 km/h, nâng được Godzilla và xoay trên không trung, dù lúc đó bé bự nặng ít nhất 20.000 tấn. Tiền đồn thứ 99 được dựng nên ở khu Uluru, nằm tại miền nam lãnh thổ Bắc Úc. Ta sẽ thấy được Titan Burnjeep. Burnjeep là một sinh vật huyền thoại trong thần thoại thổ dân Úc, được cho là ẩn nấp trong các đầm lầy, kênh rạch, đáy sông và các vùng nước. Cơ mà tôi cũng chẳng tìm thấy thông tin gì hay ho hơn về nó cả. Kế đến là 4 cơ sở Monarch lần lượt tại thị trấn Kiruna, thị trấn Queenstown, thành phố Toledo và Hà Lan. 4 tiền đồn 101, 200, 467 và 932 này theo dõi kèm kiểm soát những kaiju nhỏ lẻ và ít thông tin được tuồn ra ngoài như Acra Buameliu trông giống người bọ cạp này, hay là kaiju tôm hùm chấm muối tiêu xanh. Úi giời, nhầm, là kaiju Ebra. Rồi có Minotaur lẫn Grootslang, một sinh vật có gốc gác ở Nam Phi. Mà chưa hết đâu, bên cạnh các tên tuổi rõ ràng và nổi bật ở trên, còn có những tiền đồn tuổi thì lâu năm mà tên chưa ai biết nhiều, như là Alpos tại Colombia với sinh vật tên Sagen, Kaiju Beragon tại Vancouver, Canada. Hoặc tiền đồn tại Israel lại sở hữu Kaiju Magiger, tuy nhiên nó đã bị giết chết gần Nam Cực bởi một Titan hệ thủy nào đó. Cuối cùng là tiền đồn Atlantis với sinh vật Anguirus, cơ mà nó cũng lên bàn thờ gần lối vào The Hollow Earth. Ok, thế là tôi đã dẫn anh em một vòng trái đất với chuyến du lịch thăm thú, đúng nghĩa là thăm thú, với hơn 40 Titan, Kaiju giải rác trên khắp bản đồ của Monarch. Dù tôi e rằng dùng Pokeball thông thường thì chắc chẳng bắt được con nào trong này cả. Cơ mà nếu các ông biết tôi còn thiếu vị trí hay là kaiju nào thì mau mau bình luận cho Messine biết nhé. Đồng thời nhớ like, share và rủ mọi người đăng ký kênh ủng hộ cho tôi chút lúa đổ xăng dẫn anh em đi du lịch nào.
chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Bye bye!